Có một bà cô của con ở bên cạnh ấy, chưa học lớp nào đâu. Nhưng mà tự nhiên hôm nay, mấy ngày này lên, cô bị rụng tóc, một cái đụng tóc ở trên đầu ấy. Rụng trồng trồng chặn luôn, trồng trọc luôn. Đây giống như là mình bị cào đầu đấy. Một bảng khoảng, bạn đường kính khoảng là 5cm đấy. Thì con hỏi là có thể dùng năng lượng gốc để mà chữa lành được không ạ? Rồi, bây giờ chú trả lời một câu hỏi để giúp cả anh chị em cùng nắm vững NLG năng lượng gốc, một cái phương án kích thích não bộ của chúng ta và từ đó nâng cấp tần suất hoạt động của tế bào gốc, có thể hỗ trợ trong rất nhiều những loại bệnh khác nhau chứ không phải là một hai thứ bệnh. Và chúng mong anh chị em gặp tất cả những trường hợp gì đó thì nhờ những anh chị em đã đi trước hỗ trợ chữa lành, và sau đó nếu có duyên lành thì đăng ký học những cái lớp học NLG để giúp cho hệ thống miễn nhiễm mình có được một cái sức mạnh để bảo vệ cái sức khỏe của mình cũng như cải thiện lại tất cả những cái bệnh trạng mà mình đã và đang gặp phải. Right. Final question said that I know someone, and she has hair loss all of a sudden. It's sort of like it's just so severe that it's like when we shave our hair. So can NLG assist with this case? Mr. Lee said that at NLG, the point of it is to stimulate our brain activity and then also stimulate the activities level of our stem cells as well. In return, that would help to assist with different health conditions. In the case where this person haven't done energy before, she can ask energy practitioners to come in and assist her. And when she is ready and she's capable of practicing by herself, then she can take the classes. So she can practice the formulas and improve her immune system. And hopefully she'll be healthier as she does so.